cháy tại ngõ thủ quan khiến 3 người tử vong, nhân chứng nói gì? Hiện trường ô tô con va chạm với xe tải khiến 7 người thương vong. Khởi tố người tấn công phó trưởng công an xã khi được vận động đi cai nghiện. Nam sinh lớp 11 đuối nước thương tâm khi cùng nhóm bạn ra sông đà tắm. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc có thể kéo dài 10 ngày tới. Hoàng Anh xin được kính chào quý vị khán giả đang đón xem những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo sức khỏe và đời sống. Trong những giờ qua có những thông tin nào đang được quan tâm, những vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội nào đang trở thành vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đầu tiên. Thưa quý vị, thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Mới đây nhất, công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy vừa xảy ra tại ngõ Thủ Quan Khâm Thiên Hà Nội, khiến cho ba người tử vong. Dù ngọn lửa đã tắt, nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại dây vút ám ảnh ấy. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 8 tháng 7 tại ngôi nhà 6 tầng ở ngõ Thủ Quan Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội ngôi nhà xảy ra cháy là nhà dân kết hợp kinh doanh. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Chị Nguyễn Thanh Hà, sinh sống tại đây cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà chỉ có 3 người con, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh, Nghệ An. Sau khi nhận tin giữ, họ đã tức tốc bay về Hà Nội. Cô Đỗ Thị Huyền chứng kiến vụ cháy cho hay, lúc hơn 5 giờ, tôi đã thấy khói đen ngùn ngụt bao trùm cả con ngõ. Một lúc sau, công an, cảnh sát tới dập lửa. Do cháy nhà nằm sâu trong ngõ, chỉ có một mặt tiền với phần cửa sổ làm bằng kính, có khung sắt, nên cảnh sát phải vất vả phá cửa. Sau đó, họ đứng từ ngôi nhà phía đối diện phun nước sang. Tôi được biết có ba cháu nhỏ ở bên trong, Bà Nguyễn Thị Kim Dung ở phố Khâm Thiên cho biết, vào sáng sớm ngày 8 tháng 7, bà nghe thấy tiếng nhiều người dân đi tập thể dục hô hoán có đám cháy xảy ra trong ngõ thổ quan nên chạy ra theo dõi. Thời điểm này trong nhà có ba người bị mắc kẹt. Bà Dung kể, lửa đã bùng lên rất nhanh, bao trùm toàn bộ các tầng trên căn nhà. Mọi người liền hoảng hốt gọi cảnh sát. Cũng theo bà Dung, thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà 6 tầng phát ra nhiều tiếng nổ. Ngoài ra, đây cũng là nhà dân kết hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong nhà có nhiều hóa chất mỹ phẩm. Là chiến sĩ trực tiếp cứu hỏa tại hiện trường, hạ sĩ Nguyễn Đức Anh, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội PC07 cho biết, hiện tại chưa xác định được ngọn lửa bắt đầu từ tầng mấy của ngôi nhà. Nói về khó khăn trong quá trình dập lửa, hạ sĩ Đức Anh cho biết việc tiếp cận hiện trường đám cháy và di chuyển vào bên trong rất khó khăn, do nhiệt độ cao khiến cho gạch lát sàn cầu thang và lan can của ngôi nhà bị sụp xuống. Điều này làm nhiều cán bộ chiến sĩ trong quá trình tiếp cận hiện trường đã bị trượt chân. Hạ sĩ Đức Anh nói, dù khó khăn nhưng vì tính mạng nhân dân nên chúng tôi vẫn cố gắng sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để cứu người. Chúng tôi phải sang cả nhà kế bên, lấy máy cắt thủy lực để cắt cửa, đập cửa kính để thoát hết khói ra bên ngoài. Theo lời kể của hạ sĩ Đức Anh, do lửa nóng và khói bao trùm, không trụ được nên mỗi chiến sĩ chỉ tiếp cận bên trong hiện trường khoảng 15 phút rồi phải chạy thoát ra ngoài để thay người khác vào tiếp tục dập lửa. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin ba nạn nhân mắc kẹt đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn đồng thời chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo sở lao động thương binh và xã hội ubnd quận đống đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân tổ chức khắc phục hậu quả ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực dù là vì nguyên nhân gì thì hỏa hoạn một khi xảy ra đều để lại hậu quả nặng nề qua vụ việc trên hy vọng mỗi người dân sẽ nâng cao tinh thần tự giác cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng cần tăng cường thanh tra kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy để kịp thời khắc phục tồn tại thiếu sót đặc biệt những thiếu sót là nguy cơ phát sinh cháy nổ Tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội và trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều gia đình vì những hậu quả mà nó để lại, điển hình như ở Lâm Đồng mới đây, địa bàn này ghi nhận vụ va chạm kinh hoàng xảy ra giữa xe tải và xe ô tô con, cướp đi cùng lúc sinh mạng của ba nạn nhân xấu số và khiến 4 người bị thương. Sáng ngày 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ tai nạn giữa xe tải và xe ô tô con xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày tại địa bàn huyện Đức Trọng khiến cho 3 người tử vong, 4 người bị thương. Thời điểm trên, tại quốc lộ 20, đoàn qua xã An Ninh Gia, huyện Đức Trọng, xe tải do ông LNA sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bình Định điều khiển, đang lưu thông theo hướng thành phố Đà Lạt, đi huyện Di Linh và chạm ô tô con do ông TVQ sinh năm 1981, trú ở Bình Phước điều khiển. Lúc này trên ô tô con có 7 người. Vụ va chạm mạnh khiến cho hai người phụ nữ trên xe ô tô tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu, bốn người còn lại trên xe ô tô con bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định là do người điều khiển ô tô con đi không đúng phần đường quy định, gây tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng đang xác định thông tin các nạn nhân tử vong và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này. Dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực hiện, số trường hợp chống người thi hành công vụ trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Như vừa mới đây, một đối tượng manh động ở Sơn La đã dùng dao chống đối phó trưởng công an xã khi được vận động đi cải nghiện. Ngày 7 tháng 7, lãnh đạo công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với sông A Giang, 30 tuổi, ở xã Vân Hồ về tội cố ý gây thương tích. Hôm 25 tháng 5, tổ công tác công an xã Vân Hồ thực hiện kế hoạch tuyên truyền vận động đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, khi đến nhà Sông A Giang để tuyên truyền vận động, đối tượng này đã chống đối và dùng dao tấn công vào các thành viên của tổ công tác. Trong đó, Thượng úy Trần Ánh Linh, phó trưởng công an xã Vân Hồ, bị chém vào vùng mặt với tỷ lệ thương tích 31%. Sau khi gây án, Sông A Giang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và Công an huyện Văn Giang Hương Yên đã bắt giữ được đối tượng. Thời gian tới, hy vọng các ngành chức năng và chính quyền địa phương sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc điều tra xử lý hành vi chống người thi hành công vụ và bảo vệ người thi hành công vụ. Những kẻ xem thường pháp luật chắc chắn phải bị trừng trị nghiêm minh để làm gương, gian đe cho toàn xã hội. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến nam sinh lớp 11 tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định để đưa nạn nhân về với gia đình. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Lang nhận được tin báo từ Công an phường về việc có một nhóm gồm 7 người tắm sông Đà tại khu vực tổ 7 phường Thịnh Lang đã xảy ra đuối nước khiến một người mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo cán bộ Ủy ban Nhân dân và Công an Phường Thịnh Lang cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, huy động các lực lượng cùng nhân dân tìm kiếm nạn nhân. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được nạn nhân và tiến hành các thủ tục theo quy định. Nạn nhân được xác định là DHM, sinh năm 2006, trú tại tổ 14 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đang là học sinh lớp 11 tại trường Trung học phổ thông Công nghiệp thành phố Hòa Bình. Mặc dù từ ngày mùng 5 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Lang đã có thông báo về việc phòng chống đuối nước trên địa bàn phường Thịnh Lang và các phường lân cận. Đồng thời, tổ chức các cuộc gia quân tuyên truyền và vận động người dân không tắm sông, thực hiện cắm biển cảnh báo dọc bờ sông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa chấp hành dẫn đến sự việc đau lòng như trên. Thưa quý vị, khối ngành sức khỏe luôn được xem là một trong những ngành hot nhất khi điểm đầu vào luôn nằm trong top đầu và chỉ số ít trường đại học được đào tạo. Và năm nay cũng không phải là ngoại lệ, ở phương thức xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu mỗi môn đạt tầm 9 điểm thì có lẽ nhiều thí sinh vẫn chưa thể đậu được vào trường đại học như mong muốn. Cụ thể, điểm chuẩn vào trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 xét theo điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 27,55 điểm. Ở phương thức kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, điểm chuẩn ngành y khoa ở mức 26,6 điểm, ngành răng hàm mặt của trường có điểm chuẩn là 27. Ở phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ngành y khoa có điểm chuẩn 26,25 điểm, ngành y học cổ truyền là 24,2 điểm, ngành y học dự phòng là 23,35 điểm. Các ngành đào tạo về dược, kỹ thuật y học cũng trên 20 điểm chuẩn đầu vào. Trong khi đó, năm 2021, điểm chuẩn ngành y khoa của trường có điểm cao nhất với 28,2 điểm. Ở phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường cũng luôn nằm trong top những ngành có điểm rất chuẩn cao. Ở những trường khác, khối ngành sức khỏe cũng luôn đứng đầu trong danh sách điểm đầu vào. Hai ngành Y khoa và Răng hàm mặt của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2022 có điểm chuẩn cao nhất trường cùng 26,65 điểm. Các ngành khác cũng có mức điểm rất cao như Dược học là 25,45, Kỹ thuật xét nghiệm y học 24,85 điểm. Hầu hết các ngành khác cũng lấy từ 20 điểm trở lên. Khoa Y Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng có điểm chuẩn ngành Y khoa ở mức 25,6 đến 26,45. Riêng ngành Y khoa chất lượng cao có điểm chuẩn 26,45, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 25,6 phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh. Còn ở trường Đại học Hồng Bàng, khối ngành sức khỏe cũng đứng đầu về điểm chuẩn đầu vào khi ngành y khoa và ngành răng hàm mặt cùng lấy 22 điểm, còn y học cổ truyền, dược học lấy 21 điểm. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 25 điểm, ngành dược đứng thứ hai với 21 điểm. Những ngày qua, khu vực vùng núi Bắc Bộ liên tục có mưa to đến rất to. Nhờ vậy, lưu lượng nước về các hồ thủy điện đều tăng hơn so với trước đó. Cập nhật từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 đến thời điểm đầu tháng 7, mức nước của hầu hết các hồ thủy điện lớn đều đã đủ nước để phát điện. Báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cũng cho thấy, những ngày qua, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục tăng nhẹ. Ngày 7 tháng 7, mực nước hồ Lai Châu ở mức 288,3 m, hồ Sơn La 190 m, hồ Hòa Bình 98,07 m, hồ Tuyên Quang 103,21 m, hồ Bản Chát 448,66 m dự báo thời gian tới khu vực miền bắc sẽ bước vào giai đoạn lũ chính vụ lưu lượng nước về các hồ thủy điện dự kiến sẽ tăng cao hơn so với thời gian qua khi nước về hồ nhiều hơn các nhà máy thủy điện miền bắc cần được điều chỉnh huy động cao mục đích không chỉ đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện miền bắc mà cần hạ dần mực nước hồ để tạo dung tích đón lũ phòng lũ theo quy định Cùng lúc, khu vực miền Nam cũng đã chuyển hẳn sang mùa mưa. Thời tiết không nắng nóng gay gắt kéo dài nên tiêu thụ điện ở miền Nam không còn tăng cao. Đồng thời, mức nước ở hồ thủy điện ở miền Nam đã có nhiều cải thiện. Trước thực tế như trên, A0 đã đề nghị các nhà máy nhiệt điện than và tua bin khí trong hệ thống điện quốc gia điều chỉnh công suất phát ở mức phù hợp với diễn biến thủy văn thực tế của các hồ thủy điện trong giai đoạn lũ chính vụ, đồng thời đảm bảo theo quy định vận hành thị trường điện. Tuy nhiên, dự phòng cho tình huống nắng nóng cực đoan bất thường, A0 cũng đề nghị các đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện than và tua bình khí vẫn phải đảm bảo khả dụng tổ máy và sẵn sàng nhiên liệu để đảm bảo đáp ứng khi hệ thống có nhu cầu huy động. Như thường lệ cuối bản tin là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 và khả năng duy trì thêm 10 ngày tới đến khoảng giữa tháng 7, dự kiến sẽ còn nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt gay gắt trên 40 độ C. Bà Lê Thị Loan, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân của đợt nắng nóng đang diễn ra là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, làm độ ẩm không khí giảm thấp. Theo chuyên gia, đợt nắng nóng này bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 và khả năng còn duy trì thêm 10 ngày tới đến khoảng giữa tháng 7. Do đó, đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất ở Bắc Bộ và Trung Bộ kể từ đầu mùa hè, nhưng không phải đợt nắng nóng gay gắt nhất từ chiều tối và đêm mùng 8 tháng 7, vùng núi Bắc Bộ có khả năng mưa rông. Do đó, ngày mùng 9 tháng 7, nhiệt độ khu vực giảm nhẹ, nắng nóng còn xảy ra ở Đông Băng và Trung Du. Những ngày tiếp theo, nền nhiệt tiếp tục gia tăng trên diện rộng. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có thể ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Bà Loan nhận định vào nửa cuối tháng 7, nền nhiệt ở miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm so với trung bình nhiều năm, không còn nắng nóng gay gắt và kéo dài. Bà Loan cho biết, đánh giá sơ bộ đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận định được đây có phải là mùa hè nóng nhất lịch sử hay không. Nhưng đến nay, nhiều nơi đã đo được nhiệt độ vượt giá trị lịch sử đã từng quan trắc, nhất là trong đợt nắng nóng diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5. Trước tình hình nắng nóng hiện nay, chuyên gia khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng không nên làm việc lâu ngoài trời do nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt. Cùng với đó, chỉ số tia UV tăng cao, nguy cơ gây hại đến cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng bản tin của chúng tôi đến đây cũng đã kết thúc các bạn có ý kiến như thế nào về những tin tức trong bản tin ngày hôm nay đừng quên để lại chia sẻ của mình ngay dưới phần bình luận cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo